Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Như các bạn đã biết thì các sản phẩm điện thoại Android thường có một cái điểm thua thiệt hơn so với cả các cái sản phẩm iPhone của Apple, đó là việc cập nhật hệ điều hành. Đấy, ví dụ đơn giản một cái iPhone 7 mà mình đang cầm ở trên tay này đây. Đấy, cái chiếc iPhone 7 này của mình nó đã trải qua rất là nhiều những đời iOS rồi. Ví dụ như là iOS 10, iOS 11, 12, 13 và bây giờ nó vừa mới lên iOS 14 xong. Nghĩa là 5 đời iOS rồi. Các bạn cảm thấy sao ạ? Rất nhiều đúng không nào? Đấy, tuy nhiên là nếu các bạn để ý thì đã có cái chiếc điện thoại Android nào mà nó thoải mái nhá, sử dụng đến tận 5 đời Android chưa? Cái đó là cái điều tương đối hiếm, đúng không nào? Mình nhìn thấy là kể cả điện thoại Android tầm cỡ flagship đi chăng nữa thì cũng hiếm có cái chiếc điện thoại nào mà cập nhật được quá nhiều những cái phiên bản Android. Đấy, điển hình như là Samsung ấy. Bây giờ các bạn thấy đấy, Samsung Galaxy S7, S8 là gần như là chúng ta đã sẽ không được cập nhật lên những phiên bản Android mới nữa rồi. Đấy là cái điểm thiệt thòi đấy. Đấy, thế thì đối với cả những cái hãng điện thoại Android thì mình thấy là cái điều người dùng quan tâm nhất, đặc biệt là đối với điện thoại giá rẻ, đấy là việc được cập nhật lên những phiên bản hệ điều hành Android mới. Bởi vì sao? Bởi vì là nếu mà máy của bạn mà vẫn sử dụng những hệ điều hành Android cũ ấy, thì về lâu về dài cái sự tương thích giữa hệ điều hành Android cũ với cả các ứng dụng mới là không có, và rất có thể là cái ứng dụng mà chúng ta cần thiết nó lại không được cập nhật lên nữa. Đấy, và nó bắt buộc phải có một cái Android mới. Thì lúc đó chúng ta phải làm cách nào? Chỉ có cách là phải thay máy thôi, đúng nào? Thì cái điểm đấy là điểm rất là dở. Trong một số những cái hãng điện thoại Android thì có Google Pixel là cái hãng mà được cập nhật Android thường xuyên nhất cho các thiết bị của mình, bởi vì đơn giản là nó là con đẻ của Google rồi. Vậy thì trừ Google Pixel ra thì có những cái máy của cái hãng nào được cập nhật một cách lâu dài? Thì mình cũng chia sẻ luôn là chỉ có mỗi Nokia thôi. Đấy, Nokia. Bởi vì các cái sản phẩm của Nokia nó rất là thuần Google luôn. Các cái giao diện, các thứ của nó nhìn nó thuần Google lắm. Tất nhiên nó vẫn có một số những cái tùy biến riêng của hãng, nhưng về cơ bản nó khá là thuần Google. Và nếu mà các bạn để ý thì ngày xưa những cái máy kiểu như là Nokia 8.1 ấy, hay gọi là Nokia X7 ấy, và chúng ta đã thử nghiệm những phiên bản Android mới lên trên nó rất là nhanh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ có 14 chiếc điện thoại Nokia được lên Android 11. Các bạn thấy thế nào? Cũng hấp dẫn đấy chứ, đúng không nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ thử lướt qua những cái máy điện thoại Nokia mà sẽ được lên Android 11, và những cái điện thoại đó là những điện thoại nào mà mình đã từng có cái dịp là gọi là trên tay rồi, và cũng như là mở hộp rồi. Thế thì cụ thể như sau nhé. Đầu tiên là vào quý 4 năm 2020 cho đến quý 1 năm 2021 thì chúng ta sẽ có những phiên bản cập nhật cho Nokia 8.3 5G, Nokia 2.2, Nokia 5.3 và Nokia 8.1. Đấy, đây là những cái chiếc điện thoại Nokia được cập nhật sớm nhất. Thì về cơ bản, ví dụ như cái Nokia 8.3 là cái chiếc điện thoại chạy con chip Snapdragon 765G của Nokia, pin là 4.500 các thứ đấy. Và cái chiếc điện thoại này thì cũng sẽ sớm về Việt Nam thôi. Nhưng mà hiện tại thì mình xem ở trên website của Hoàng Hà Mobile thì họ vẫn ghi là giá liên hệ thôi. Đối với cả Nokia 5.3 thì hiện tại cái chiếc điện thoại này, để mình xem là Hoàng Hà Mobile họ bán mức giá là bao nhiêu đây. 2.890.000. Cái chiếc điện thoại này thời điểm đầu về mình chê rất là nhiều, bởi vì cái mức giá nhà xuất đưa ra nó rơi khoảng 3.5 triệu cho đến 4 triệu. Và với mức giá đó thì nó cạnh tranh với rất nhiều các đối thủ khác ở trong cái tầm giá. Tuy nhiên bây giờ thì giá nó chỉ còn là 2.890.000 đồng mà thôi. Nó chỉ ngang với một chiếc điện thoại Vsmart Joy 4 mà thôi. Nó cũng có con chip Snapdragon 665 giống như là Vsmart Joy 4 đấy chứ, đúng nè. Camera ở phía sau của nó là cũng là bộ 4 camera ở phía sau. Mặc dù camera của nó mình chia sẻ luôn nó khá là tệ. Màn hình của nó thì so với Joy 4 thì không thể bằng được. Màn hình của nó chỉ là HD cộng mà thôi. Kích thước thì là 6.55 inch. Pin của nó thì cũng không thể bằng được Joy 4 được, khi mà pin của nó chỉ là 4.000 mAh thay vì 5.000 mAh. Nhưng được cái ít nhất bây giờ là nó sẽ được lên Android 11 cái đã. Đấy, được chưa? Thì cái đấy là cái điểm mà mình nghĩ là Nokia 5.3 sẽ là một cái sự lựa chọn rất đáng để chúng ta cân nhắc đấy. Nokia 8.1 thì từ ngày xưa mình đã có cái video mà trên tay cũng như là mở hộp cái giỏ này rồi. Đấy, nhưng bây giờ thì các cửa hàng họ cũng không kinh doanh cái chiếc điện thoại này nữa. Đấy, thì về cơ bản là Nokia 8.1 là chiếc điện thoại chạy con chip Snapdragon 710 thuộc loại rẻ nhất của phân khúc hàng chính hãng. Cái thời điểm mà nó ra mắt tầm đó mình nghĩ là đã có thời gian nó về đến tầm khoảng hơn 5 triệu, mà thời đó là hơn 5 triệu mà mua được chip 710 là ngon đấy nhá, cái thời đó ấy. Còn bây giờ thì là bình thường rồi. Thì về cơ bản là Nokia 8.1 cũng là một cơ sở mà có thiết kế kính kim loại này, màn hình được là Full HD cộng này, hiệu năng là chip 710 là đủ tốt này, camera thì nó cũng có camera kép ở phía sau, một cái 12 chấm một cái 13 chấm này, rồi là pin 3.500 ở mức độ bình thường nhưng có hỗ trợ sạc nhanh, và được cái là nó được cập nhật lâu dài. Thì những bạn nào mà đang
mua Nokia 8.1 bây giờ thì cũng là cái điểm mà khiến cho các bạn cảm thấy vui hơn, đúng không nào? Đấy. Nokia 4.2, 2.4, 3.4, 2.3 thì có một số cái mình đã từng trên tay mở hộp rồi. Đấy, thì nó sẽ được cập nhật từ quý 1 năm 2021 cho đến quý nó sẽ được cập nhật vào tầm khoảng quý 1 năm 2021, và kể cả Nokia 1.3 cũng thế. Thế còn đến quý 1 năm 2021 cho đến quý 2 năm 2021 thì Nokia họ sẽ cập nhật cho Nokia 3.2, Nokia 7.2 và Nokia 6.2. Nokia 7.2 thì mình nghĩ là sản phẩm này thì nó ở mức độ bình thường thôi. Thời điểm đầu khi mình mở hộp nó ra nó ổn đối với cả những cái gì mà mình trải nghiệm. Nhưng mà sau này, sau khi mình hỏi người dùng đã sử dụng nó khoảng một thời gian rất là lâu, khoảng mấy tháng gì đó, thì người ta feedback lại, ví dụ như là lỗi chân sạc, rồi camera tệ, rồi là sóng sánh cái thứ không tốt. Đấy, và vô hình chung là Nokia 7.2 cũng là một trong những sản phẩm mà không thành công lắm ở thị trường Việt Nam. Chip trước thứ nó cũng bình thường thôi, cũng tầm khoảng 660 thôi, pin cũng bình thường, 3.500. Nói chung tất cả mọi thứ của nó đều rất là bình thường, nhưng mà nó sẽ được lên Android 11. Thậm chí là một cái điện thoại giá rất là rẻ như là Nokia 3.2 này cũng được lên Android 11 luôn. Nokia 3.2 thì mình cũng đã có một cái video mở hộp ra rồi. Thì sản phẩm này thì chạy con chip Snapdragon 429, tương đối là lạ, đúng không nào? Đấy, màn hình thì là 6.2 inch, độ phân giải là HD cộng, pin thì tầm khoảng 4.000. Đấy. Thì mình cũng đã có cái video mở hộp ra rồi. Và chúng ta sẽ có Nokia 1 Plus và Nokia 9 Pure View nữa, thì được cập nhật cuối cùng vào quý 2 năm 2021. Đấy, thì đấy là những cái thông tin về những cái điện thoại Nokia được cập nhật lên những cái phiên bản Android mới. Các bạn cảm thấy sao về những cái điện thoại Nokia này? Cá nhân mình thì mình thấy là có lẽ đây sẽ là cái lợi thế duy nhất của những cái điện thoại Nokia nếu mà so sánh nó sang với cả Vsmart, Xiaomi hay Realme. Nghĩa là nó sẽ được cập nhật nhanh hơn thôi. Chứ còn bây giờ thì rất có thể là cả ba hãng điện thoại giá rẻ kia họ cũng sẽ cập nhật cho những điện thoại của mình cơ mà, chứ không phải là không. Đấy, nhưng mà Nokia thì sẽ được cập nhật nhanh hơn. Đó, thì đó là cái lợi thế duy nhất thôi. Chứ còn nếu mà bây giờ mua điện thoại giá rẻ thì mình nghĩ là Nokia khó có thể có được những sự cạnh tranh sòng phẳng được so với cả ba cái hãng điện thoại đang làm mưa làm gió trong phân khúc giá rẻ ở Việt Nam, đó là Xiaomi, Realme và Vsmart. Các bạn cảm thấy sao về những sản phẩm Nokia? Và nếu các bạn thấy là Nokia còn có lợi thế nào cạnh tranh nữa thì cũng có thể để lại comment cho mình biết nhé. Và ngoài ra nữa thì các bạn cũng có thể tham khảo qua một số những sản phẩm Nokia đang được bán tại Hoàng Hà Mobile, ví dụ như là Nokia 5.3 chẳng hạn, 2.890.000 đồng bằng Vsmart Joy 4. Các bạn thấy mức giá này đã đủ hấp dẫn hay chưa? Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.